con chạ đi đường về nhà thì có một con bò con chạ ban qua đường. Con chạ đó hút mãi con cái ba lanh cái rớt xuống rồi đụng thêm cái xe ô tô nữa. Nó sợ. Sợ mẹ mất. Buồn quá. Sao rồi nghe em chú Phước nó lại là bị cháy lòng sòn. Sao rồi nó cô cũng bình tĩnh lại xíu. Nhưng mà được mấy ngày xa các bộ ăn ngủ gì tư là mẹ cũng bắt rồi. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Con tên là Lương Gia Bảo, học lớp 8, trường trung học cơ sở Lê Hình Dương. Con đang sống với ba và em con. Em trai con 3 tuổi rưỡi, có đi gửi trẻ. Hằng ngày là con đi xe đạp đi học, còn em con là ba con đưa rước. Mẹ con mất vì tai nạn giao thông khi đi làm về năm 2002. Mẹ con đơn chạ đi đường về nhà thì có một con bò chặn ban qua đường. Con chạ đó hút mãi con cái ba lanh cái rớt xuống rồi đụng thêm cái xe ô tô nữa. Nó sợ. Sợ mẹ mất. Buồn. Buồn quá. Sao rồi nghe em chú Phước nó lại là bị cháy lòng sòn. Sao rồi nó cô cũng bình tĩnh lại xíu. Nhưng mà được mấy ngày xa các bộ ăn ngủ gì tư là mẹ cũng bắt rồi. Tôi tên là Lương Đình Trí, năm nay 42 tuổi. Tôi là ba của bé Gia Bảo. Mình không nghĩ là vợ mình ra đây quá nhanh. Hai người không có kịp để nói với nhau những điều gì hết. Còn đứa nhỏ thì lúc đó thì mình không cho nó biết nhiều. Tại sợ nó nhớ mẹ. Những lúc mà bé chỉ mẹ thì mình thường ôm con vào lòng mình khóc. Sao khi mẹ mất gia đình con nghĩa cũng lộn xộn lên. Em hiện không mang bị bệnh miết, bòi to chán, không đi lộn được. Công việc của tôi là phụ hồ. Công việc của tôi thì cũng không thường xuyên, tại vì lồn theo công trình thì lúc thì có công trình mà lúc thì không. Đặc biệt của mùa mưa thì thường thường là thất nghiệp. Từ khi vợ tôi mất là tôi phải ở nhà chăm bé nhiều hơn. Cái công việc đi lồn cũng ít hơn. Nói chung tần suất đi lồn thì có thoáng thì được 10 ngày, có thoáng được 5-7 ngày. Em trai của bố thì hiện tại thì đang nó cũng có bệnh đường hô hấp và bị bệnh đường ruột tiêu hóa. Nói chung là thường xuyên đau ốm. Chi phí lo thuốc thang hàng tháng thì mình phụ thuộc vào tiền phụ cấp của mỗi bé thì được 900 một tháng. Con ước là em con bớt đau bệnh lại và ba con cũng ít đau dạ dày. Khi mẹ mất rồi ba thay mẹ dành hết tình thương cho hai tụi con, lúc nào cũng yêu thương hai tụi con hết. Con ba vì ba lo lắng cho con. Bé bổ thì lúc mẹ mất thì nó cũng hiểu chuyện hơn giúp tôi trong những công việc nhà trong em. Cô ước mơ là làm chế tạo công nghệ ô tô. Nó còn sống mẹ đã cổ vũ không làm gì đó. Mẹ kêu là thì cố gắng học vũ đi. Rồi lùm. Em cũng nhớ miếng cào đúng không mẹ? Lời cổ vũ của mẹ đã trở thành động lực để cho con phấn đấu. Năm 2022, sau khi biết được điều kiện hoàn cảnh của gia đình gặp khó khăn đột xuất, thì thông qua địa phương và thông qua mạng xã hội, thì các mạnh thường quân cũng đã quyên góp ủng hộ và trao tặng tay đến gia đình hỗ trợ trong cái lúc khó khăn đột xuất. Dù kinh tế khó khăn nhưng tôi vẫn rón để cho con tôi đi học để nâng cấp. Nếu có điều kiện thì tôi sẽ dùng những số vốn đó để làm chăn nuôi, để cải thiện kinh tế cho gia đình và chăm lo đứa nhỏ tốt hơn. Ba
ơi, con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để cho ba tự hào về con. Con thương ba nhiều lắm. Con mong rằng ba sẽ sống mãi mãi bên hai đứa con. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt.